Sau hơn một tuần tranh tài nảy lửa tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, ngôi vô địch Sài Gòn Basketball Championship 2023 mùa đầu tiên đã gọi tên câu lạc bộ Next Level. Và người góp công lớn để đưa Next Level lên ngôi vương không thể không nhắc đến, đó chính là huấn luyện viên kiêm đội trưởng Stephen Nguyễn Tuấn Tú. Stephen Nguyễn Tuấn Tú là một trong những cầu thủ Việt kiều đầu tiên trở về Việt Nam thi đấu theo làn sóng của ABL cũng như VBA. Là một trong những cầu thủ được yêu mến bậc nhất tại Việt Nam, thế nhưng sự nghiệp của Stephen những năm qua lại không được suôn sẻ. Và Next Level Basketball chính là ngã rẽ để anh bắt đầu hành trình xây dựng nền bóng rổ chuyên nghiệp cho các thế hệ tương lai của Việt Nam. Quan trọng nhất là bóng rổ Việt Nam sẽ phát triển. Đi bây giờ thấy là cái hướng mình đi rất là sáng. Thì mong là mình có cái gì đó là như đội tuyển thành phố ở bên U16 thì Stephen cũng đang dẫn. Nhưng mà thật sự là từ nhỏ tới lớn là mình thấy là làm việc với bóng rổ từ grassroots lên là thấy bóng rổ phát triển rất là nhiều từ hồi mình về tới đây đến giờ. Khi tập luyện với thầy Tú, thầy Stephen Nguyễn em thấy là rất là vui, thoải mái, thầy rất là nhiệt tình, thầy chia sẻ những cái gọi là kinh nghiệm trên sân đấu cho học sinh và cũng như là những cái gọi là cái tips trong trận đấu. Tại trận chung kết Sài Gòn Basketball Championship, Stephen Nguyễn Tuấn Tú đã ghi được 38 điểm, 6 rebounds, 4 assists và 1 steal, góp công lớn giúp Next Level đánh bại câu lạc bộ Limitless Hope để giành ngôi vô địch. Đây chắc chắn là bước khởi đầu để Stephen Nguyễn cùng với các cầu thủ của Next Level tiến tới những giải đấu chuyên nghiệp trong năm. Next Level sẽ tham gia VXB3 thì tuần sau thì cuối tuần là sẽ lên Hà Nội thì Next Level sẽ có hai đội. Một đội ở bên Men's Pro và một đội ở bên U20. Thì cái đó là một cái mục tiêu khá lớn. Với kinh nghiệm và chuyên môn có được, Stephen Nguyễn đang từng bước để hỗ trợ những người em, những người học trò của mình trong tương lai để có thể thi đấu chuyên nghiệp. Và mục tiêu trước tiên của Next Level chính là giải đấu VBA 3-3 sẽ được khởi tranh từ ngày 18 tháng 3 tới.